Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách I Learn Smart Word trên trang web olm.vn. Unit 1: Family Life. Trong lesson 3, chúng ta sẽ thực hành kỹ năng viết với chủ đề rất quen thuộc và thú vị, đó chính là nhắn tin. Writing messages using text language trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa ben và bố của mình kem hãy đọc lướt và cho cô biết ben muốn bố làm gì cho mình đúng vậy chúng ta có thể thấy ngay thông tin trong tin nhắn của ben ben muốn bố đến đón mình to pick him up vậy đây chính là một đoạn tin nhắn đưa ra yêu cầu và đáp lại yêu cầu bây giờ kem hãy đọc kỹ các tin nhắn của ben kem thấy có từ hay là ký tự nào mà chúng ta thấy khác lạ không à trong tin nhắn của ben chúng ta thấy có những từ và ký tự mà chúng mình sẽ không thấy trong một cuốn từ điển tiếng anh thông thường ví dụ như đây chính là ngôn ngữ nhắn tin text language khi nhắn tin chúng ta thường sử dụng loại ngôn ngữ này điển hình là việc sử dụng các biểu tượng symbols các biểu tượng cảm xúc emojis hay các chữ cái con số letters nhằm mục đích nhắn tin một cách ngắn gọn và nhanh chóng bên cạnh đó thì ngôn ngữ nhắn tin còn thường không sử dụng các dấu câu ngoại trừ dấu hỏi chấm và dấu chấm than và một nội dung tin nhắn có thể được thể hiện bằng các ngôn ngữ nhắn tin khác nhau. Ví dụ chúng ta có LOL thì bằng với biểu tượng này. Thể hiện đây là cười lớn, ha ha. Vậy thì rõ ràng việc hiểu ngôn ngữ nhắn tin rất quan trọng. Kem hãy thử xem mình hiểu được ngôn ngữ nhắn tin dưới đây không nhé. Rất tốt! Chúng mình cùng quan sát lại các đáp án. Bên cạnh việc sử dụng các ký tự để viết tắt, thì ngôn ngữ nhắn tin còn thường chứa các biểu tượng nữa. Kem hãy cho cô biết các biểu tượng sau đây có ý nghĩa gì? Rất chính xác! Có vẻ như chúng ta cũng thường xuyên sử dụng các biểu tượng này khi nhắn tin đúng không nào? vừa rồi chúng ta đã nắm được ý nghĩa của các biểu tượng ký tự trong ngôn ngữ nhắn tin vậy bây giờ kem hãy thử đọc các dòng tin nhắn sau đây và viết lại chúng một cách đầy đủ đúng chính tả và dấu câu nhé kem đã làm rất tốt như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã nắm được ngôn ngữ nhắn tin về nhà kem hãy áp dụng ngay kiến thức này trong khi nhắn tin với bạn bè nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo